sao có thể sinh ra quái vật thế này? Con xin mẹ, con xin mẹ, cứu mẹ. Biến đi, cứu tôi với. Đúng là ác giả ác báo. Túi của anh này. Anh cảm ơn vợ. Vâng. Hai mẹ con ở nhà mạnh khỏe nhé. Anh đi đây. Anh đi cẩn thận. Chắc tôi chết rồi. Xe đến kìa, con ra xe đi. Mẹ với vợ con ở lại nhé. Vâng. Vào đi, con đứng đực ra đấy làm gì? Còn với cái, cưới đúng cái đứa nhà quê mắt toét, không giúp được gì cho gia đình. Vâng, con vào đây ạ. À. Hạnh đâu? Ra đây tôi bảo. Con đây ạ. À. Tôi bảo cô bao nhiêu lần rồi, không đi làm ở nhà ăn bám chồng thì biết đường mà dọn dẹp nhà cửa chứ. Lấy chổi ra quét chỗ này đi. Vâng mẹ, con làm ngay. Nhanh lên, đi nhiều cho dễ đẻ. Bực mình. Cô mà không mang thai cháu của tôi, không có cửa mà bước chân vào nhà quý tộc này đâu. Nóng thế không biết nữa. Ây à, mệt quá. Quét chưa được ba bước đã kêu. Chán thiệt. Ây da. À, 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 mẹ ơi, con đau quá. Mẹ ơi. Ôi, sao đó? Hình như con sắp đẻ rồi. Nào, để mẹ đưa đi đến viện. Tôi lo qua bác sĩ. Bác cứ yên tâm, hai mẹ con đều khỏe. Bác cứ chờ ở ngoài này. Đau quá. Bác sĩ ơi, tôi đau quá bác sĩ ơi. Cứu tôi. Để tôi xem. Chị bình tĩnh. Nghe tôi từ từ hít thật sâu, thở đều. Tốt lắm. Sao mà lâu thế? Trời ạ. À, cậu trời phù hộ cho cháu trai của tôi khỏe mạnh. Nhiều người đã ví đau khi sinh tương đương với việc người mẹ phải chịu đựng tới 57 đơn vị đau, như gãy 20 chiếc xương sườn cùng một lúc. Nhưng đây cũng là giây phút hạnh phúc nhất của người mẹ khi được đón đứa con mà mẹ đã mang trong mình 9 tháng 10 ngày. Liệu đây có là sợi dây gắn kết Hạnh với mẹ chồng hiểu nhau hơn? Chúc mừng chị. Ơ, sao em bé này trông... Chị đỡ em bé này. Ừ, để tôi. Ơ, à, gì thế này? Con tôi, con tôi. Hạnh thật sự đau lòng khi thấy con mình quá khác biệt với những đứa trẻ khác ngoài kia. Ôi, cháu tôi ra đời rồi. Bà đây, để bà bế đích tôn nào. Ơ, à, con. Ờ, cái chị này, đưa cho bà bế nào. Có nhanh lên không? Thôi mẹ ơi, để con cho cháu bú đã, cháu đang đói. Ơ, à, cái cô này, cô có thái độ gì đấy hả? Đưa đây. Đừng mà mẹ, mẹ ơi. Ơ, à, ơ, à, chị đẻ ra cái thứ quái quỷ gì thế này hả? Thật kinh tởm. Con xin mẹ. Chị sinh ra nó để hãm nhà tôi đó hả? Ôi mẹ thương, con đừng khóc con ơi. Chị đúng là đồ vô dụng. Thằng Khoa con tôi đúng là bị chị bỏ bùa bỏ lúa mới lấy chị làm vợ. Con xin mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà. Nhà tôi không chứa chấp cô nữa đâu. Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Thật là quá đáng mà. Chị không sao chứ? Em bé trộm vía nặng 3,5 cân, khỏe mạnh. Vâng. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Mẹ ơi. Gào thét cái gì thế? Đừng có mà bén mảng đến nhà này nữa. Đồ quái quỷ. Mẹ ơi, mẹ thương cháu với. Điên hả? Đây không phải là cháu tôi. Chị sinh ra cái thứ quái quỷ này rồi lại bắt tôi nhận là cháu. Chị biết đi. Mẹ ơi, đây là con của anh Khoa, là cháu của mẹ mà. Tôi sẽ nói chuyện với thằng Khoa sau. Còn chị cứ đi đi. Mẹ ơi. Bác ạ. À, bác mất thời gian với loại này làm gì? Tổn hại sức khỏe ra. Chị đang phá hủy thanh danh cái mặt gia đình này. Thanh danh của tôi. Chị định bôi trò trát trấu lên mặt tôi hả? Đây,
Chị cầm đồ của chị đi, đi khuất mắt tôi ngay. Trời ơi, con tôi, mẹ thương. Còn mỗi chuyện đẻ cũng không xong. Mình vào thôi bác. Mẹ ơi, cố lên con của mẹ, đừng khóc con nhé. Trời ơi, ông trời cũng khắc nghiệt với mẹ con thế sao? Con không đành lòng. Anh Khoa ơi, anh đang ở đâu? Úi giời, giật cả mình. Dậy dậy, còn không mau biến đi. Nhanh nhanh tôi còn quét nào. Biến đi nào. Được rồi, tôi sẽ đi. Sáng sớm mất cả lòng. Anh Khoa ơi, anh mau về với mẹ con em đi mà. Mẹ con em khổ quá. Quên mất không đun nước. Mọi hôm toàn con Hạnh nó làm. Con chào bác. À, ngồi đây con. Con biết bác ạ. Bác xin, sao lại chu đáo thế con? Dạ bác. Ước gì con là con dâu của bác. Vâng ạ. Khéo thế chứ. Chị còn về đây làm gì? Vào mà dọn dẹp đi. Không thấy nhà nào có khách à? Dạ vâng. Để cháu biếu bác ít mỹ phẩm nhé. Thôi, trước con đưa bác vẫn còn. Bác nhận đi cho con vui ạ. À, con cất giúp bác nhé. Dạ vâng. Con bé nhanh nhẹn ghê. Tự nhiên mỏi ghê. Không chịu nổi nữa, mình phải ngủ một giấc thôi. Gì thế nhỉ? Cháy rồi. Có ai không? Cứu tôi với. Khoa ơi, Huyền ơi, cứu mẹ, cứu tôi với. Có ai không? Cháy rồi. Ui, chết rồi. Đỡ bác với. Buông ra. Ui, ui. Huyền ơi, Huyền, cứu. Cứu tôi với. Có ai không? Gì đó nhỉ? Ôi, cháy sao? Đợi mẹ nhé con ngoan. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ, mẹ có trong đó không? Mẹ ơi, cố lên, con đi mẹ. Chúng ta ra ngoài thôi nào. Sắp ra rồi, mẹ cố lên mẹ ơi. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ ổn rồi. Mẹ ơi, mẹ. Hạnh, Hạnh ơi, con sao đó? Em tỉnh lại đi vợ, anh về rồi đây. Anh Khoa. Hạnh, em tỉnh rồi. Mẹ, Hạnh dậy rồi này. Anh Khoa, em nhớ anh lắm. Anh đây, anh đây. May quá, con tỉnh rồi. Con bé em bé này. Vâng mẹ. Con ngoan lắm em ạ. Vâng, mẹ con em chờ anh mãi. Mẹ xin lỗi vì những hành động trước đây. Mẹ cổ hủ quá. Gia đình mới là thứ quan trọng nhất. Mẹ không ghét con nữa chứ ạ? Mẹ quý vợ không hết ấy chứ, mẹ nhỉ? Sống trên đời phải biết mình cần gì. Đừng vì lòng sĩ diện mà làm khổ gia đình. Đừng vì giàu sang mà khinh kẻ nghèo hèn. Cũng đừng vì tiền bạc mà bán rẻ lương tâm. Sông có khúc, người có lúc. Không gì trường tồn mãi mãi. Nhưng chúng ta nếu biết trân trọng nhau, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.